Thông thường, một người có thu nhập trung bình uống khoảng 9,5 lít rượu một năm, và những người này không bị nghiện rượu, họ hội họp cùng bạn bè và uống vài ly. Đôi khi họ không uống cả tuần hay chỉ uống một lượng rất nhỏ, có lẽ là một ly nhỏ trước khi đi ngủ để giảm căng thẳng. Điều gì sẽ xảy ra với những người này khi ngừng uống rượu trong 28 ngày? Sau khi ngừng uống rượu một tuần, 1. Cảm giác thèm ăn gia tăng. Có một sự thực là mọi người thường ăn nhiều hơn nếu họ uống rượu. Và sau đó khi dừng uống, theo bản năng họ muốn giữ cho đôi tay bận rộn bằng cách dùng đồ ăn. Vì vậy tốt nhất thay đồ ăn bằng trái cây và nước trái cây sau khi bỏ uống. 2. Cảm giác thèm đồ ngọt gia tăng. Rượu cồn, đặc biệt là loại có vị ngọt làm tăng lượng đường trong máu. Tuy nhiên một số có phản ứng hạ đường huyết, điều này rất nguy hiểm với người bị bệnh tiểu đường. Thật khó để có một giấc ngủ ngon sau khi ngừng uống rượu tuần đầu tiên. Điều này thậm chí đúng với những người thường dùng một chút rượu trước khi đi ngủ. Trong khi rượu giúp ngủ nhanh hơn, thì nó cũng làm giảm chất lượng của giấc ngủ. Vì vậy, khi rượu không còn là phương tiện giúp bạn ngủ nhanh hơn, sẽ thật khó để tự mình ngủ ngon. Một số người còn gặp phải ác mộng. Bốn, một vài trường hợp có thể bị đau đầu. Nó là dấu hiệu có sự thay đổi lớn trong cơ thể khi cai rượu. Điều này có thể ảnh hưởng đến gan hay thậm chí làm tăng huyết áp. Khi bạn uống rượu định kỳ, khả năng chịu đau tăng lên. Bạn có thể không nhận ra những đau đớn do bệnh tật gây ra. Vì vậy, khi cai rượu, cơ thể của bạn có thể phải trải qua những tác động ngược, mặc dù khả năng chịu đau đớn có thể vẫn còn trong tuần đầu tiên. Sau khi ngừng uống rượu 2 tuần, 1. Gan bắt đầu hồi phục. Khi chúng ta uống rượu thường xuyên, tế bào gan bị phá hủy và những vết sẹo xuất hiện tại đó. Những vết sẹo đó có thể phục hồi, nhưng đó là một quá trình xảy ra rất chậm. Nếu ta uống ít, gan sẽ không phải làm việc quá nhiều để đào thải chất độc từ rượu và có thời gian để phục hồi tổn thương. Bạn nên nhớ gan là bộ phận duy nhất trong cơ thể có khả năng tự phục hồi. Hai, thay đổi màu da. Rượu làm gián đoạn lưu thông máu, dẫn tới da thiếu oxy. Kết quả là rượu làm cho da khô, dẫn tới xuất hiện những nếp nhăn sớm và các đốm sắc tố. 3. Hệ tiêu hóa được cải thiện. Rượu làm gia tăng sản xuất axit trong dạ dày. Điều này khiến cho dạ dày tự ăn thịt chính nó một cách từ từ. Đây là lý do tại sao mọi người ăn nhiều hơn khi uống rượu. 4. Từ chối lời mời uống rượu trở nên khó khăn hơn trong tuần thứ 2. Lúc này bạn sẽ cần một quyết tâm lớn hơn rất nhiều. Sau khi ngừng uống rượu 3 tuần, 1. Những dấu hiệu của việc uống rượu như các vết thâm quầng dưới mắt biến mất và mặt không còn bị sưng bởi vì hệ tiết niệu đã hoạt động tốt hơn. 2. Dễ dàng thức dậy vào buổi sáng. Khi một người say nhẹ, họ sẽ đi vào giấc ngủ sâu ngay lập tức mà bỏ qua giai đoạn thiết lập ban đầu. Khi lượng cồn trong máu giảm xuống, giấc ngủ sẽ không còn sâu nữa và làm tỉnh giấc thường xuyên hơn. Vì vậy, nếu không uống rượu, chu kỳ giấc ngủ sẽ trở lại tự nhiên. Ba, việc uống rượu làm giảm khả năng sản xuất nước bọt, làm cho tình trạng răng miệng kém. Vì vậy, khi không uống rượu, nguy cơ bị sâu răng giảm và men răng cũng chắc khỏe hơn. 4. Rượu không chỉ khiến bạn không cảm nhận được cơn đau, nó cũng khiến cho khứu giác và vị giác kém hơn. Khi không uống rượu, những cơ quan này cũng được phục hồi. Sau khi ngừng uống rượu 4 tuần, 1. Cân nặng giảm đáng kể với những người thừa cân. Mức giảm bao nhiêu còn tùy cơ địa từng người, nhưng trung bình thường từ 2,5 kg đến 3,5 kg mỗi tháng. Một người uống rượu càng lâu, họ sẽ càng giảm nhiều cân. 2. Huyết áp ổn định hơn. Rượu làm tăng huyết áp. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, nó có thể làm cho huyết áp ngày càng tăng cao. Những người không uống rượu, nguy cơ mắc phải các bệnh tim mạch giảm đáng kể. 3. Làn da sáng hơn. Sự cân bằng của nước trong cơ thể và tuần hoàn máu cũng trở lại hoạt động bình thường. Mụn,
và các đốm sắc tố biến mất. 4. Đầu óc minh mẫn và khả năng làm việc hiệu quả hơn. Đây có lẽ là sự thay đổi ít rõ nét nhất. Tuy nhiên, việc uống rượu thường xuyên khiến não bộ bị sưng, hàng triệu tế bào não chết do thiếu oxy. Sự tổn thương này diễn ra chậm và không thể phục hồi lâu ngày, khiến khả năng làm việc của não bộ kém đi. Không uống rượu sẽ giúp bộ não của bạn được bảo vệ. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh để nhận được thông tin vô cùng hữu ích từ Thông Thái mỗi ngày.